Vâng, để tiếp đến cuốn video thứ ba, nhân dịp này tôi về với vườn cảnh anh Mạnh Cường. Chúng ta đến với một cây sam hương mini Vâng, số 31. cháu giới thiệu chú, đây là cây sam hương mã số 31. Một cây này là bệ rễ mà cháu rất là ưng, rất là đẹp. Cây này để bàn trà thì thơm lắm, rất là thích. Rồi, Vâng. cây này giao lưu giá bao Cây nhiêu? này 1,6 triệu chú ạ. 1 triệu Đấy, 6. dù nó bé thôi nhưng mà dòng sam Rồi. hương nó rất là đắt, là Thế 1, tôi 2 thấy anh nhá. có một cây Vâng. cần nhỏ hơn nữa à? Còn đây là cây nhỏ hơn. Cây đây là cây mã số 32. Rồi. Để Đấy, sam bàn. hương để bàn trà, thích lắm. Rồi, cây này thì bao Cây tiền? này 1 triệu 2 thôi. 1 triệu 2. Vâng. Cây này 1 triệu 6. Vâng, cây này Và 1 triệu 6, cây này 1 triệu 2. hai cây sam hương mini. Ok. Trong đấy. Tiếp cây số 33 này. Vâng. Ôi Đấy, trời ơi. xin giới thiệu chủ là Cây cây ozo đặc 33, biệt thế nhỉ? cây ozo chú ạ. Và Cây này thì thứ nhất là cháu vừa sang cái chậu này, cho nên là nó bây giờ mới đang khỏe cây, đang bật lại. Đẹp, cây này hoa trắng đẹp lắm chú ạ. Hoa là trắng muốt. Cây mã số 33. cây báo giá bao nhiêu nhỉ? Cây này báo giá 3 triệu rưỡi chú ạ. Bởi 3 triệu rưỡi. vì cháu quay lên đấy, thứ nhất là cây ozô này, nó là hàng độc, hàng mới, cho nên là giá nó hơi cao. Vâng. Đấy. Thấy thế nào? Rồi. Cháu giới thiệu chú đây là mã số 34. Một cái tùng. Cây này thì già lắm, thuần chậu lâu lắm. Cháu lại mới thay sang cái chậu này. Cây này giá bao nhiêu? Cây này 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi. 2,5 Vâng, triệu. cây tùng La Hán. Rồi, chuyển cây khác nhé. Cây số 35 là một cây Vâng. sung. Cây mã số 35 là cây sung. Đây một cái sung mini. Đây. Ồ, bê được cả nhẹ nhàng. Vâng. Cái này nó cũng bình thường. Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? 6 triệu thôi. 6 triệu. Vâng, cây này đến bây giờ là cháu hoàn thiện 100%. Chỉ chờ nó ra quả nữa thì Được rồi. là 6 triệu. Vâng, cây số 36 là một cây kim quýt. Vâng, cây mã số 36 lại một cây kim quýt. Cây này nó cũng đang ra nảy lộc rất là đẹp. Bây giờ cháu cắt lại. Cái kim quýt này là mã số 36, cháu giao đi với giá 5 triệu 200. Mã số 37 là cháu giới thiệu chú đây là một cây khế. Khế chua. Bây giờ là khế này là từ đợt Tết là cứ thế này quả suốt ở chỗ. Cháu còn rất nhiều khế. Vừa rồi giao lưu 2 cây.
chú ở Hà Nội để ban công. Cây này giao lưu giá Cái bao này, nhiêu? vâng, cây này cháu giao lưu 3 triệu. Nó nằm trong một cái chậu, cháu phải nói rõ là cái cây này nếu mà khách hàng mà lấy không lấy chậu, cháu có nói rồi, những cái chậu nó đẹp như này cháu bớt cho 700 nghìn cái chậu này, Vâng. thì cây khế này nó chỉ còn 2 triệu 3. Cái khế đẹp vậy. Vâng. Đeo quả thích. Rồi, Vâng. ok. Báo cáo chú tác phẩm tiếp theo số 38 là một cây xanh. Thứ nhất là cái clip trước ấy, cây xanh năm thân kia cháu cũng đã bán rồi. Clip trước thì cháu cũng giới thiệu chú cây này, nhưng mà lúc ấy cháu cắt nó chưa ra. Đấy, đến bây giờ là thứ nhất là này. Cây xanh quê, một cây xanh rất là. Cây này cái cho nước vào đây nó vàng khè luôn. Hai mặt đều đẹp. Và mã số 38 này, cây xanh nhà cháu giao lưu với giá 22 triệu. Vâng. 22 triệu. Xanh ôm đá thấm thủy. Vâng, chuyển tiếp cây số 39 đi. Vâng, đến cây 39 là một cây mẫu đơn này. Cây mẫu đơn đỏ. Một thân. Rất đẹp. Cái này cháu cắt lộc bây giờ lại bắt đầu ra hoa, lứa hoa mới rất dày. Vành thân ở chỗ này cũng được tầm 18 thôi. Vâng. Vành thân 18. Chiều cao cây này được 1m02. Chiếc cho đo 1m02. Phát thân tầm khoảng 40. Cây mà số 39 này cháu giao lưu với giá 6 triệu rưỡi. Cháu giới thiệu chú đây là cây mã số 40. Một cây mai chiếu thủy. Trung nu. Đợt này nó ra nu rất là nhiều chú. Đợt trước cháu mới chuyển về cách đây vài tháng thì và cháu giới thiệu là chú khách hôm qua chú điện thì quay lại cho chú xem này. Nó có bệ gốc rất đẹp. Và cây số mã số 40 cháu giao lưu giá 10 triệu. Vâng. 10 triệu. Giới thiệu chú đây là một cây mã số 41. Rồi. Cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy. Lá nhỏ. Dòng này nên dòng siêu hoa này. Cây này giao lưu giá bao nhiêu? 1 triệu 8 chú ạ. 1 triệu 8. Rồi. Vâng. Giới thiệu chú tiếp theo là cây mã số 42. Đây là một cây mai chiếu thủy.
Cây này cháu giao lưu giá 1 triệu 8. Hai cây bằng nhau. 1 triệu 8. Rồi. Vâng. Cây số 43. Vâng, là cây này cháu giới thiệu chú ngày xưa cháu bán là cây nguyệt quế, chú bảo là cây này cây nút thắt. Thì cháu giới thiệu đây là cây nguyệt quế, nó cũng rất là hay, đây gọi là nút mở. Cây này nó lại mở. Cây trước thì cháu bán. Đấy. Nhưng cây trước thì nó giá cây này nó không bằng cây trước. Cây này giá bao nhiêu? Cháu giao lưu giá 2 triệu 2. 2 triệu 2 cây này. Vâng, cây nguyệt quế này. Đấy. Cây này rất già, được bị cái dòng nguyệt quế này, dòng nguyệt quế làm từ hạt cho nên nó rất già. Già. Già mốc meo. À, có những cây rất là khéo nhỉ, nhỏ nhưng mà có võ. Vâng. Hai giá 2 triệu 2. Vâng, giá 2 triệu 2 cho tác phẩm Ruối Ma số 44. Cây này vâng, là cây ruối dáng huyền. Dáng huyền. Đẹp. Cây này giá bao nhiêu anh? Cây này cháu bán 4,5 triệu rồi. 4 triệu rưỡi. Chị đây về một cái này cho anh. Chú đây là tác phẩm Ủi Tàu. Cây mã số 45. Vâng. Mã số 45 là một cây Ủi Tàu. Thôi cứ để nguyên đi mình quay lại. Cái ủi tàu này giao lưu giá nào anh? 6 triệu xuống. Cháu giao lưu với các là 6 triệu. 6 triệu. Vâng, cây này thì chuẩn bị ra quả sai lắm. Để trước thì cháu phải làm lại. Rồi, ok. Vâng, cháu giới thiệu chú đây là tác phẩm mã số 46, cây Hồng Ngọc Mai. Vâng. Cây này rất là sai hoa mà cây này cháu thấy là hoa liên tục. Như chú nói đấy, bây giờ mùa cuối rồi mà hoa nó vẫn rất là nhiều. Cái này mã số 46. Cái này báo giá cho báo giá với giá 2,6 triệu. Vâng. 2 triệu 6. Anh bê lên rất nhẹ nhàng đúng không? Rồi rồi. 2 triệu 6. Vâng, ok. Chuyển cây khác nhé. Và cây số 47, vâng. Chúng ta đến với một cây mộc. Còn giới thiệu với chú đây là cây mã số 47. Cây mộc này là cây mộc người ta trồng trên chậu đã lâu năm rồi, cốt chậu lâu năm. Đấy. Nhất là cây này nó thật ra không phải cây đẹp lắm nhưng mà được cái bộ tán rất là này. Tán đẳng cấp này. Tán rất là đẹp. Thành thân nó dưới này được có 20. Phát thân nó được 10 phân nhưng mà nó ra rất là đẹp, mình nhánh rất đẹp. Cây mộc rất là đẹp. Cây mộc này là con giao lưu và cáo chú mã số 47 phải giá 4,5 triệu. Vâng. 4,5 triệu cây mộc này. Tiếp cây tiếp số tiếp theo là cây mã số 48. 48 đi. Và một cây hồng. Đây là cây hồng điều chú ạ. Hồng điều. Vâng, hồng điều.
Tức là nó là thế nào? Vâng, nó gọi là hồng điều chú ạ. Nó là hồng cổ nhưng mà nó gọi là hồng điều. Vâng. Cổ Sapa khác, hồng điều khác. Cái này cũng đẹp. Vâng, cây số 48 với giá là 2,6 triệu đúng không ạ? 2 triệu 6 vâng. Cây hồng. Tiếp cây số còn 49. Đây ạ. Tiếp đi, 49 và 50. Thế đây, thì tôi 49 đấy. 49 là cây si đây. Báo cáo chú là cây si này là cháu làm cách đây 2 năm rồi. Và đây tán về được rồi. Mà trước khi phôi về đây cháu báo cáo giá 6 triệu. Bây giờ cháu làm hoàn thiện cháu báo giá 6 triệu. Một cái si này bây giờ là tay tán này cháu cũng làm ok hết. Đẹp. Chỉ chờ tay nó to nữa thôi. Ngọn có rồi, các tay tán cháu chia hết, rất là đẹp. Vâng. Đến cây số 50 đi. Vâng, cây 50 là cháu giới thiệu với chú lại là khách cây thị này. Cây số 50 là cây thị. Vâng, tiếp theo với chú là cháu giới thiệu đây là cây mã số 50, một cây thị. Vâng, cây thị ta. Và cây thị này nếu ai mua là cháu bao có quả, nếu đến sang năm không có quả thì cháu lại trả lại số tiền đấy. Cháu sẽ xê về mọi chi phí là cháu sẽ xê về hết. Đây. Cây này bởi vì cây này năm ngoái cháu chứng kiến là ra rất nhiều quả này. Mắt cháu nhìn thấy. Vâng, cây thị giao lưu giá 18 triệu. Vâng, 18 triệu cây thị. Vâng, tới đây Đỗ Sinh cũng kết thúc 3 cuốn video giới thiệu đến tác phẩm số 50 tại vườn cảnh anh Nguyễn Mạnh Cường, Phúc Hòa, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tôi xin dừng hình cuốn video này. Vâng, cháu chào chú ạ. Xin chào tất cả các khách hàng của cháu, thân yêu của cháu ạ. Vâng, thầy chào anh nhé. Vâng. Và cũng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi những cái chương trình của Hương Sắc Đỗ Sinh. Chúng ta hãy cùng nhau đồng hành đi đến mọi miền của đất nước để một cái cầu nối đam mê qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh truyền tải liên tục với các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.